Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Bow New Camry. Danh bảo hiểm Obamacare xin gọi 714-873-2004. The Jenga Resort and Casino Tèo Thai Club 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693 HT Learning Center Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi Lập Sơn Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV Vào chương trình Thời sự quốc tế buổi sáng thứ ba hôm nay Ngày 30 tháng 6 hết tháng rồi và bên cạnh chúng tôi có Lập Sơn Chúc quý vị một ngày thật là vui Lập Sơn khỏe không À, Lập Sơn rất là khỏe và xin cảm ơn anh và Lập Sơn xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự Thế giới với Leader Saigon TV. Hồi nãy bước vào phòng vi âm thì Lạp Sơn đang theo dõi tin tức liên quan đến hai tên tù và hiện nay thì quý vị Richard Mark thì chết rồi nhưng mà David Sweat đã có những cái lời khai như thế nào. Mặc dù luật sư nói rằng anh hoàn toàn không có cần khai gì cả nhưng mà anh cũng kể rõ sự tình, những gì diễn biến, à, ai cung cấp cho anh các vật liệu và anh đã làm gì làm gì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trần tường trình rất là đặc biệt này với lạp sơn nhưng đầu tiên vẫn là thời tiết hôm nay thì à, lái xe xuống về hướng biển đó, thì lạp yeah. sơn thấy là bầu trời cái trong marine sân, layer yeah. nó ùa từ được, ngoài khơi vào marine layer là fog đó thưa quý vị uh -huh. là sương mù đó à, nhưng mà buổi sáng thôi buổi trưa thì nó, nó 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 rất là trời trong xanh ăn, rất, trời đẹp. Trời trong vâng. rất đẹp hiện bây giờ mà nếu như mà quý vị đi ra ngoài biển là đã là ấm rồi đó là, yeah. hiện bây giờ ở uh -huh. ngoài đã là 68 độ hôm nay và ngày mai thì nóng hôm lắm, ngày, mai yeah, nóng lắm. Yeah, nóng lắm. ngày nóng hôm nay cơm. nhiệt độ cao nhất sẽ là 83 độ thưa quý vị tuy nhiên vào buổi tối nhiệt độ sẽ hạ xuống còn 68 độ mà thôi hôm nay hơi khóc tí gió là 9 dặm 1 giờ yeah. uh, ngày hôm nay đó thì độ ẩm cũng rất là cao uh, trưa thì là 57%, mươi bảy bây giờ là 82%, mươi hai cũng như anh nói đó cái clear marine yeah. thì độ ẩm uh -huh. rất là cao ở chỉ số UV thì 10 trên 10 ngày hôm nay thấy khuôn mặt anh Thụy càng ngày càng sạm lại không biết anh Thủy có sức kem chống nắng khi đi chơi không? Xức à, kem chống nắng nhưng mà trước khi mặt tôi trắng trở lại đó thì nó phải đen. <laughs> là sao? <laughs> đó là cái gọi là cái. sao cái mấy người cái da tín? màu đen ngoài mà không <laughs> <laughs> cái tiến trình để mà nhả nắng, nhả nắng thì ừ. trước khi nhả nắng nó phải đen thêm tí phải nữa phải nuốt thêm miếng nắng nó, nó sạm thêm chút ừ. xíu nữa hôm nay thấy mặt anh thủy rất là sạm thưa quý vị có thể anh anh thủy sức kem chống nắng mà sức kem chống à, nắng hết hạn nè hôm nay mỗi bữa thì tôi uh, dùng cái loại gọi là foundation trắng đó uh -huh. hôm nay thì không có nên foundation bị anh trọng xài hết rồi anh xài <laughs> anh trọng lấy xài hết anh trọng thậm chí anh trọng anh còn bôi uh, gì đó bôi à, môi, môi gì? son, son môi son nữa môi son nữa và thưa quý vị, ngày hôm nay mặt trời mọc ở <laughs> 5 giờ 45 phút sáng và lặn ở 8 giờ 7 phút tối. Sao Lập Sơn thích hay thích phá anh đoàn trọng? Nhất là anh không ở đây thì hay phá, còn anh ở đây thì Lập xuân không nói gì hết. Nhưng mà ở đây thì anh, anh phá em rồi, cho nên là không oh, nói cho này. nên à, vâng. À, trong những ngày tới thì sao? <laughs> trong những ngày tới rất là đẹp, đặc biệt vào weekend, vào weekend thứ sáu thứ bảy quý vị thấy chỉ có 75 độ thôi, trời mát à, ha, tuyệt vời. 75 tuyệt vời. độ là vừa yeah. phải, tuyệt vời. 75 tuyệt vời. độ tuyệt vời. À, và ngày mai vẫn còn tiếp tục nóng trên 80 độ Thứ năm 79 độ thưa quý vị Thị trường chứng khoán ngày hôm nay như mọi người đều tin đoán Cái gì nó lên rồi nó xuống rồi cái gì nó xuống nó cũng lên trở lại Cái gì lên trở lại rồi và cái gì, cái đã gì xuống? lên trở lại đó là Dow Jones Dow Jones ngày hôm qua xuống 300 năm mươi mấy gần wow, bình yeah, à. 360 điểm thưa quý vị và lý do để ngày hôm nay lên trở lại là nhìn thì vấn đề là Hy Lạp thôi người Chị... ta thất vọng rồi hy vọng rồi thất vọng. Cái đó là cái chu kỳ phải không? cái <laughs> chu kỳ. <laughs> Chủ nhật này đó thì người dân Hy Lạp sẽ đi bỏ phiếu. Ông ừ. mấy ông chính phủ cũng rất là khôn. Yeah. Một khi mà ông không giải quyết được chuyện gì đó thì ông đẩy qua cho người dân. Thì ông khỏi trách nhiệm. Đúng rồi. Thì chính phủ Hy Lạp ông Syrpos hồi lên tranh cử đó thì ừ. mạnh miệng lắm. Yeah. Khi mà nếu quý vị bầu cho tôi lên chúng tôi sẽ bằng mọi cách nghĩa là chống trả mãnh liệt. Yeah. với châu âu để uh -huh. chúng ta sẽ tiếp tục ở lại trong khối châu âu và châu âu phải hỗ trợ cho chúng ta yeah. bởi vì họ họ nói đó là một thành viên của châu âu thì mỗi người phải chia sẻ cái gánh nặng nhất là vấn đề tài chính yeah. giống như anh em trong một nhà nếu mà em út không có tiền thì anh em nó phải bỏ tiền đến núi em út nhưng mà không thể nào là cứ đưa tiền ra hoài, cái thằng em nó cứ đi quậy hoài thì làm sao thằng anh? thì đó thể... như bây giờ nếu trong trường đưa... hợp bây giờ mình chuyển sang vấn đề trao âu với trong gia đình đã thì lạp dạ sơn nếu là một người chị lớn đó. mà em mình nó cứ xài tiền như thế và lạp sơn đã nói mấy lần rồi mày phải coi cái checkbook của mày mới cứ tiêu xài mượn cái đít cuối cùng rồi bây giờ đó nó năn nỉ nó nói cho chị chị hai chị cho em mượn một cái gói cái gói này đó, thì em hứa đó là sau 6 tháng thì em sẽ trả yeah. lại một phần lời cho chị. Nhưng mà hứa bao nhiêu lần? Tùy theo hứa bao nhiêu lần đúng rồi, là hứa như nhiều thế, và lần. Thật quả. sự là mình phải có cái biện pháp. Mình không có nặng tay nhưng mà phải trừng phạt trước cái Thì bây giờ Lập yeah. Sơn nói bây giờ lần này đó, nếu mà mày không chịu tiết kiệm buổi sáng bỏ cà phê. Yeah, đúng rồi. Buổi trưa ăn trưa thay vì 10 đồng, ăn trưa có 5 đồng thôi. Ừ. Buổi tối không được đi uống rượu nữa mà chỉ ở nhà thôi. Ừ. Thì cái đó là cái khó phải không? Tại vì quen buổi tối đi chơi với bạn bè đổ xăng, không được đổ xăng nữa đạp xe đạp. Cái đó là những cái không cần thiết mà nếu làm được thì rất là hay. Thì đó là những gì mà chúng tôi nói chuyện đời thường để nói với vấn đề Hy Lạp yeah. hiện nay họ nói họ thay vì quý vị đi xe hơi thì đi xe đạp. Uhm. Người dân Hy Lạp nói trời đất ơi, xưa giờ tôi đi ra đường đi xe hơi mới bắt tôi đi xe bớt đi xe đạp không. Yeah. Nhưng mà không chịu đi đó thì là không được cái tiền. À. Thì bây giờ mấy ông chính phủ ông cãi nhau cuối cùng thì ông cãi không được nữa thì ông nói thôi mình làm một cái referendum có nghĩa là thôi thì quý vị trưng cầu ý kiến. Trưng cầu ý kiến quý vị bỏ phiếu đi. À. Một là quý vị đồng ý tiếp tục ở lại khối châu Âu nhưng mà phải nhẫn lãnh nhận cái trách nhiệm đó là chỉ đi xe bus thôi, không được đi xe hơi. Ừ. Ăn uống một ngày chỉ được ăn ba đồng thôi, không được ăn 10 đồng. Ừ thì bây giờ chủ nhật này thì mới biết kết quả. Nhưng mà thưa quý vị, ngày hôm nay là là cái hạn chót để Hy Lạp phải trả số tiền mà đã mượn mà đã hứa hôm yeah. nay xã hứa sẽ trả tiền. Nhưng mà không cách nào họ có thể trả được trong vòng Đúng ngày hôm nay. là nha. Như thế thưa quý vị. Nhưng mà một lần nữa đó là những gì diễn biến trong 24 giờ qua. Bây giờ sang đến ngày hôm nay thì dường như theo các cuộc thăm dò người Hy Lạp sẽ chấp nhận. Chấp nhận những cái điều kiện của khối châu Âu đưa ra Đúng như thế và một lần nữa đã tạo nên cái mối hy vọng Và vì thế thấy đau cho nó lên trở lại mươi à, 65 điểm và S&P lên được gần 7 điểm Dâu À, ngày hôm qua xuống đậm Hôm nay lên được 46 cent 58 đồng 79 sen. Vàng hôm qua lên hôm nay Với những cái diễn biến mà chúng ta vừa giải yeah. thích Thì vàng lại xuống tới 10 đô la wow. Lên thì có mấy đồng Mà xuống một lần quá nhiều Bây giờ còn có 1169 đồng Thị trường là... chưa đóng cửa mà, sao? Yeah, nhưng, tới mà hông, mới... nhưng mà Bây giờ thì có thể xuống thêm nữa Nhưng mà chúng ta vừa tích tắc một giây thôi yeah. Vàng xuống 2 đồng 6 <laughs> 12 đồng xấu sen và đây là hình ảnh cho thấy một trong những người mà cứng đầu nhất và đã từng bị lên án cái thái độ gọi là ngang ngược ông tổng thống của hy lạp không ông này là bộ trưởng tài chính oh. ông có cái tên khá là là farifakis, farifakis. Yeah. ông này là một cái người có thể nói rằng là khi mà đi họp nha mọi người mọi thường đó là một cái viên chức nó là châu Âu phải chỉnh tề phải không? Dạ đúng rồi. Ông không bao giờ ông đeo cà vạt, không có đeo thai và và lúc nào cũng xách thêm một cái túi rồi để đi họp cả và ông là người có thể nói rằng có những cái tiếng nói mạnh mẽ nhất nhưng mà cuối cùng rõ ràng là phía châu Âu nói, à, tôi anh nói mạnh thì mạnh chứ anh cứ phải đi theo những gì mà chúng tôi muốn. Và đó là diễn biến hiện nay thưa quý vị chúng ta chờ xem từ bây giờ thật sự mà nói từ bây giờ đến chủ nhật này nhưng mà ngày hôm qua tôi nói chuyện với một chuyên gia về địa ốc á à, ngày mai chúng tôi sẽ nói chuyện thêm với anh donald trần và thứ sáu quý vị sẽ nghe các cuộc hội đàm về vấn đề hy lạp nhưng mà điều này cho thấy rằng đây là cái thời điểm tốt nhất bởi vì phân lời đi xuống ừ, từ bây nhà. giờ từ bây giờ đến thứ sáu này hoặc là chậm nhất là thứ bảy này quý vị cố gắng lót cái phân lời bởi vì phân lời à. sẽ là đây là cái thời điểm rất tốt À, phân lời lễ gian đang tăng yeah. nhưng mà do ảnh hưởng của Hy Lạp cho nên phân lời đã bị đi xuống trong tuần lễ này tin tốt cho, người, cho những người nào đang làm luôn thôi còn nếu mà chuẩn bị làm chắc không kịp đâu nếu nếu như mà được cái pre approve rồi đó ừ. thì sẽ sẽ được uh, khóa được cái phân lời rất thấp thưa quý vị chúng tôi uh, trả lại ngay sau phần bảo trợ thương mại và gửi đến quý vị bản tin chi tiết liên quan đến uh, người tù vừa bị bắt lại David Sweat có những lời khai như thế nào trong lúc trở lại nhà tù của mình ở clinton new york à, ngay sau phần quảng cáo quý vị nhé